Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Ca bệnh nặng tăng, tỉnh Bắc Giang đề nghị hỗ trợ máy thở. Quý vị thân mến, số ca bệnh nặng ở tỉnh Bắc Giang đang tăng, tỉnh này đề nghị hỗ trợ máy thở để phục vụ công tác điều trị. Theo Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang đang có 1.055 ca bệnh dịch. Tỉnh Bắc Giang nâng số ca tăng cao, chủ yếu là trong số công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Holcim Việt Nam vẫn chiếm nhiều nhất. Một số bệnh nhân có chiều hướng tăng. Tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do đang tiến hành xét nghiệm lần 2 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bắc Giang đánh giá các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu vẫn đang trong khu cách ly, phong tỏa. Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu ở các khu cách ly, phong tỏa. Để tăng cường phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang triển khai hoạt động của các tổ giám sát chia làm 3 nhóm với 340 người quản lý theo huyện. Trên cơ sở danh sách người khai báo y tế, tổ sẽ gọi điện hỏi tiền sử dịch tễ và các triệu chứng lâm sàng hiện tại nếu có và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng người dân. Về chăm sóc, điều trị bệnh nhân, tỉnh Bắc Giang đã bố trí 11 khu cách ly điều trị cho bệnh nhân dương tính, công suất 2.510 giường. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẩn trương triển khai đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc cho bệnh nhân nặng ICU, bố trí đủ số giường bệnh, 16 máy theo dõi chức năng sống, 6 máy thở tần suất cao, lắp đặt hệ thống oxy trung tâm, hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera đi vào hoạt động. Tỉnh Bắc Giang quyết định lập thêm một ICU tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã thi công hoàn thành, đang tiến hành lắp đặt thiết bị để kịp thời đưa vào phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Trong số những người nhiễm dịch bệnh, đã có một số bệnh nhân có diễn biến nặng nên tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương hoàn thiện các trang thiết bị cho khu điều trị đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng ICU. Tỉnh Bắc Giang còn thiếu một số máy thở, máy lọc máu, máy xét nghiệm đông máu, máy xét nghiệm sinh hóa và vật tư thuốc. Lãnh đạo Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ các máy móc và vật tư này. Biến thể dịch mới lây lan nhanh. Quý vị thân mến, nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc dịch bệnh phụ thuộc vào cơ địa, tuổi tác, các bệnh lý kèm theo, khả năng miễn dịch giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật và diễn biến, động lực của từng chủng virus. Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân thứ 43 tử vong ở nước ta là nữ công nhân 38 tuổi làm việc tại khu công nghiệp ở Bắc Giang. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, rát họng, mệt mỏi để làm xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch bệnh. Tử vong do dịch bệnh mà không mắc bệnh nền. Sau một tuần nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này diễn biến ngày càng xấu hơn và đã tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do dịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển ARDS. Đây là một trong số ít những bệnh nhân tử vong do dịch bệnh mà trước đó không phát hiện mắc thêm bệnh lý mãn tính nào khác. Theo Bộ Y tế, hầu hết trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh đều mắc một hoặc nhiều bệnh lý nền như thận, ung thư, đái tháo đường, cao huyết áp, chấn thương. Như vậy, trong đợt dịch lần thứ tư này, nước ta đã ghi nhận 9 ca tử vong do mắc dịch bệnh. Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh cho biết, trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị có nhiều trường hợp trẻ tuổi từ 35 đến 37 tuổi không có tiền sử bệnh lý. Trong số này, có bệnh nhân nam là bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền để đánh giá là bệnh nhân nặng, phải thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, qua lọc Osiris, duy trì an thần, giãn cơ, chăm sóc hô hấp. Đáng chú ý, một nam bệnh nhân 37 tuổi, quê ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có tiền sử khỏe mạnh nhưng diễn biến tăng nặng nhanh khi nhiễm dịch. Sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, tức ngực, người đàn ông trẻ tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân sốt cao liên tục 39 đến 40 độ C, suy hô hấp tăng, thở oxy dòng cao và phải chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chỉ 4 giờ sau khi vào viện, bệnh nhân diễn biến tăng nhanh, được chỉ định ECMO. Lây qua không khí. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch thứ tư có tốc độ lây nhiễm nhanh, tấn công vào bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền. Đây là một điều quan ngại cho công tác điều trị tại Việt Nam khi có khá nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Song khi mắc bệnh ở mọi lứa tuổi, sức khỏe bệnh nhân đều có khả năng diễn biến nặng và có thể tử vong, bác sĩ Cấp nói. Phân tích về yếu tố bệnh lý, bác sĩ Cấp cho biết thêm, tỷ lệ tử vong ở người già khi nhiễm dịch bệnh đương nhiên sẽ cao hơn với người trẻ do mắc nhiều bệnh lý hơn. Diễn biến sức khỏe cũng phức tạp và điều trị khó khăn hơn người trẻ tuổi. Thống kê trên 64.781 bệnh nhân mắc dịch bệnh tại 592 bệnh viện tại Mỹ năm 2020 cho thấy tỷ lệ tử vong chung là khoảng 20,3%. Ở nhóm 100 bệnh nhân nặng trong độ tuổi trẻ thì có khoảng 20 người tử vong, còn nhóm 100 bệnh nhân trên 80 tuổi thì có số tử vong cao là khoảng 80.
cùng lứa tuổi, nhóm bình thường tử vong 20 người thì nhóm có bệnh đái tháo đường sẽ tử vong khoảng 32 người. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, thực tế, ngay từ đầu đại dịch, tại Vũ Hán, Trung Quốc đã ghi nhận bác sĩ Lý Văn Lượng tử vong khi mới 34 tuổi. Sau đó, một loạt người nổi tiếng, khỏe mạnh, mắc dịch bệnh đã tử vong như nữ cầu thủ Ehan Saiki, 23 tuổi, tại Iran, luật sĩ Victor Luna, 37 tuổi, tại Brazil, luật sĩ đa tài Dmitry Stoichuk, 33 tuổi, Ukraine. Theo chuyên gia này, nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc dịch bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cơ địa, tuổi tác, các bệnh lý kèm theo, khả năng miễn dịch giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật và phụ thuộc vào diễn biến, động lực của từng chủng virus. Đặc biệt, diễn biến dịch do chủng virus mới này còn đang cần tiếp tục nghiên cứu. Nhưng để hạn chế tỷ lệ tử vong, các bác sĩ điều trị không chỉ lưu tâm đến nhóm bệnh nhân có tuổi, có bệnh lý nền mà còn phải đảm bảo điều trị tốt cho cả nhóm người trẻ, khỏe, bác sĩ Cấp nói. Kết quả giải trình tự gen dịch bệnh, mẫu bệnh nhân đợt dịch này tại nhiều địa phương cho thấy hầu hết bệnh nhân nhiễm biến chủng virus của Ấn Độ. Chủng virus của Ấn Độ có những diễn biến có thể làm lây lan nhanh hơn đặc tính của biến thể của Anh và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine, đặc tính của chủng virus Nam Phi, nên được gọi là chủng virus biến thể kép. Phân tích cách thức lây truyền của dịch bệnh, nhiều chuyên gia cho biết virus không chỉ lây truyền thông qua giọt bắn, tức là mầm bệnh nằm trong các giọt bắn từ đường hô hấp tiết ra, mà còn có khả năng lây truyền qua không khí. Đặc biệt, trong môi trường lưu thông không khí kém như phòng kín, khoang máy bay, ô tô, hội trường, quán bar, karaoke. Bắc Giang ghi nhận thêm 107 ca dương tính với dịch bệnh trong 24 giờ. Quý vị thân mến, Bắc Giang đã ghi nhận thêm 107 trường hợp ca dương tính với dịch trong hơn 24 giờ qua. Tỉnh này đã có 1.024 ca dương tính, một số bệnh nhân dịch bệnh có chiều hướng nặng. Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 ca dương tính là 1.024, tăng 107 trường hợp so với ngày 23 tháng 5. F1 là 12.342 trường hợp, tăng 889 trường hợp. F2 là 56.113 trường hợp, tăng 4.268. Đáng chú ý, trong ngày có một trường hợp tử vong do dịch bệnh, 38 tuổi, là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Holcedon Việt Nam. Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, liên quan đến Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở 3, ổ dịch này có 7 ca F0, không tăng và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Tại khu công nghiệp Văn Trung, liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, ổ dịch này có 304 F0, tăng 5 trường hợp. Tại khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 648 F0, tăng 91 trường hợp. Ngoài ra, trong ngày đã xuất hiện một số trường hợp F0 không phải là công nhân trong các khu công nghiệp. Phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, các ca bệnh mới phát hiện đều ở các xã, phường, khu cách ly đã được phong tỏa. Đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang nhận định số ca trong ngày tăng cao, chủ yếu là trong số những công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu. Trong đó, công ty trách nhiệm Holcedon Việt Nam vẫn chiếm nhiều nhất, số bệnh nhân dịch bệnh có chiều hướng tăng. Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 2 đối với tất cả các công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Song các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu vẫn ở các khu cách ly, phong tỏa. Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực cách ly, phong tỏa. Thần tốc truy vết, không để lọt F1. Quý vị thân mến, phiên họp trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với các quận, huyện, phường, xã để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương vào cuộc truy vết nhanh nhất, không để mất dấu lọt F1 với các ổ dịch mới. Thêm các ca mắc ngoài cộng đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, cộng dồn từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thành phố đã ghi nhận 122 ca mắc dịch bệnh ở tại 19 quận, huyện, trong đó có 4 chùm ca bệnh mới phát sinh. Chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây lan tại công ty cổ phần tập đoàn TNT và Park 11 Time City có 15 F0 tại các địa điểm. 4 F0 tại tòa Park 11 Time City đã xác định được 66 F1 của các ca mắc này đã chuyển cách ly tập trung, trong đó có 12 F1 đã chuyển thành F0. 10 F0 tại công ty cổ phần tập đoàn TNT số 2A Phạm Sương Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, trong đó có 8 ca cùng phòng, 2 ca cùng tầng với bệnh nhân liên tại Park 11 Time City. 1 F0 tại Tổng cục Thuế số 123 Phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân Cường tại Park 11 Time City, chuyển thành F0. Đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan tới các địa điểm là công ty cổ phần tập đoàn TNT và khu đô thị Time City có rất nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư cao tầng, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Chung ca bệnh này có thể có 2 đến 3 chu kỳ lây nhiễm và chưa xác định được nguồn lây nên thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài.
đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, ông Hạnh nhận định. Liên quan đến chùm ca bệnh nhập cảnh người Ấn Độ, tại Park 9 Tham City, quận Hoàng Mai đã xác định 6 F1, tất cả đều âm tính. Ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh tại Hải Dương có 1 F0 tại huyện Gia Lâm. Đến nay xác định 7 F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 6 trường hợp âm tính, 1 trường hợp chưa có kết quả. Hiện đã phong tỏa tầng 11 tòa S202 chung cư Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Ca bệnh là nhân viên y tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long, là bác sĩ tham gia điều trị bệnh nhân được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20 tháng 5. Ngày 21 tháng 5 có rát họng và ho khan, cho cách ly phòng riêng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Xác minh sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kiếp trực. Bệnh viện đã thực hiện cách ly lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly của nhân viên y tế. Về ổ dịch ở số 2 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trường Xuân Dũng nhận định ổ dịch hết sức phức tạp, chưa xác định được thời gian lây, điểm lây. Rất có thể ổ dịch lây từ chính công ty cổ phần tập đoàn TNT chứ không phải lây từ gia đình của cháu bé ở Tham City. Đêm qua, thành phố đã chuyển danh sách 462 cán bộ nhân viên công ty này yêu cầu các địa phương phải lấy mẫu, nhưng giờ mới chỉ có hơn 20 mẫu gửi lên CDC, trong đó có thêm 2 ca dương tính. Trước 12 giờ đêm nay, các địa phương phải chuyển mẫu lên CDC, đơn vị nào chậm trễ phải xử lý nghiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nói, người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24 giờ. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, siết chặt quản lý cơ sở cách ly tập trung trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong các khu cụm công nghiệp. Ông Hạnh đề nghị tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng, khu vực nguy cơ, trong đó tập trung xét nghiệm cho công nhân trong các khu, cụm khu công nghiệp, xét nghiệm sàng lọc cho những người làm việc trong các cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng chống dịch của thành phố. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Dũng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương vào cuộc truy vết nhanh nhất, không để mất dấu loạt F1 với các ổ dịch mới. Các địa phương, đặc biệt là trường ban chỉ đạo chống dịch, phải ra soát, kiểm đếm các nội dung, phải làm theo phân cấp. Các đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý ở các khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện, khu công nghiệp, chung cư, các khu cách ly tập trung giao cho địa phương nhưng vẫn phải dưới sự điều hành, phân luồng của thành phố, có sự phối hợp nhịp nhàng với các địa phương. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc, nhất là các bệnh nhân đến khám chữa bệnh có biểu hiện dịch tễ, tránh việc chủ quan để lọt ca bệnh ở các bệnh viện. Ông Trần Xuân Dũng cũng đề nghị ra soát chuẩn bị cho các sinh viên trường y của thành phố sẵn sàng là lực lượng dự trữ thay thế cho các y bác sĩ trong một số phần việc như lấy mẫu, xét nghiệm.